Đây các bạn ơi, nay mình tiếp chiêu bạn Vĩnh Long nữa bạn ơi. Vĩnh Long ở chưa đã, chưa về. Nay mình chơi món mới. Nay mình nướng mấy con lươn. Nay mình uống bia với chiên lươn. Mấy con lươn không à? Về bịch khô vậy. Không. Đâu? Đi đâu mà đi xe? Ồ, khô cá lóc đồng. Còn nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ. Đi hả? Nay tối nay mình tiếp tục đãi bạn mình mấy con lươn quý vị ơi. Nay nướng lươn. Tiếp tục màn 2. Vĩnh Long lên mà lâu lâu lên ở chỗ đã. Khi nào ngán mới về. Tiếp tới luôn mà. Lâu lâu lên lập nghiệp bằng tháp chơi mà. Anh út đẹp rồi. Về ngủ hả? Chào bạn Vĩnh Long. Anh út đẹp rồi. Nay mình làm cái bàn ngay đây luôn, ngay cái bếp luôn. Này ánh sáng tại bù hông nhiều quá cho nên hơi núp núp ánh sáng một chút. Nay bắt thợ nướng mới. Hôm qua mình nướng rồi, hôm nay có thợ mới nướng. Một cô gái đẹp. Lát uống bia không? Con nào sống thì tính thêm sống. Có lửa tắt đèn có nhau. Đó. Bé bò. Bé bò quậy. Này mình tiếp tục cá rô nữa. Món cá rô nướng nữa nha. Con lớn như này lúc náo hết. Dạ. Này xử tiếp tục cá rô nướng. Dùng qua ngon quá hả bạn? Ngon quá ngon. Và nướng cái gô ngon quá, này bắt cái gô về nướng tiếp. Đúng rồi. Đây là nơi sản xuất mắm tép. Này mấy con tép mới ướp à. Còn đây là mấy cái keo. Làng mắm. Đây mình sản xuất tép không? Làm mắm tép. Ê, tép truyền thống. Làm ra mắm tép truyền thống nè. Làm nhà làm tép này mua quý vị ơi khoảng 50 keo mình sức đi à, sức về Vĩnh Long có mối dưới cho người ta bán dưới. Đây có thợ làm mắm tép tới rồi đây. Này ướp tép. Nay cho người đẹp làm đi. Nay màn 2 cảnh 2. Này mắm tép gia truyền đời thứ ba đó. Đây là cái mấy keo này mình làm là thành phẩm rồi nè. Mắm tép có mắm cá cơm nữa nè. Đây là mấy keo mắm cá cơm làm chừng 50 keo cái đầu rồi sức đi rồi ta đặt hàng ở đây mình tiếp bạn mình sáng giờ bây giờ thêm cái món rau sống nè rồi có bánh xèo luôn. Để bạn tới luôn mà. Đang nấu cái nồi sâm uống nước nè, sâm nước nè. Cái nhà lá vườn. Cái nhà lá vườn trồng luôn.
nhà chồng không à. Ta ở chợ ta ăn mà mua mình ở vườn mình giữ đồ nhà mình làm tới. Tận dụng vườn cây nhà chồng luôn. Trồng mấy cái lá sâm về nấu nước uống cho nó mát. Này lên cân rồi. Này đổ đường vô. Bộ mày mới mua tôi ăn thử vậy. Đồ dữ ta. Rồi mày trẻ rồi đấy. Này mình hết lon rồi, mình tới chai rồi. Nghèo rồi. Qua tới đây uống chai này mắc đó chứ. Chuyện qua mình chơi lon này tới chai rồi. 24 lon này có 12 chục à. Qua mình làm 8 lon hết tập. Tiếp tế lửa. Nãy con thao vô lửa mà còn thiếu quá. Cái gô đó ha. Chưa. Vậy sớm mẹ chơi chưa ngồi chơi mà quất trước rồi. Khát nước ngồi chứ đâu. Đã quá bạn ơi. Mình làm một con cá chạch nha. Cá chạch nó chua chứ rồi. Đó. Nguyên con. Quá bạn, ngon. Bạn này lâu lâu mới được ăn cái chạch mà. Lúc nãy ngon gì. Quá ngon bạn ơi. Ngon quá. Rồi. Ăn trước đi, hồi ta ăn sau. Quá ngon. Sao đập đầu. Sao lăn xin cho ngon. Ở nát chai cái trên. Rồi hết chai bạc. Ô lẹ quá. Ừ, cái gì kia cái tại. Anh đưa lên mày cầm gì đi làm gì bữa nay mình nướng tôi nhậu bữa đi anh đưa lên mà mày ra mày chỉnh mồi nữa nãy nó hơi nhậu yếu rồi mà đòi lên sớm nó chạy chạy chứ mày vô nữa hả à? Dạ này nè hai bạn này làm xôm quá quay đi quay nào khách nữa là nó vô dám đâu tới lên là tôi vô liền tắt máy liền chứ ngưng quay liền nguyên cái màu không ăn không đó nè vô tiếp cho tới bạn mà vô cái đầu kìa tiếp cho bạn với Long tới luôn giờ nào ngán luôn à ngán thì thôi mà nghe quay ơi rồi quay đó vô quay nhỏ gì chơi mà nhỏ khi quay nó uống bia nó quay rồi vô mạnh vô rồi ho sặc luôn ăn canh chua mấy quạt nó ra bị cái ba đây còn mấy cá rô nữa mà còn mấy con khô nữa nè cái khô chưa bọc nướng luôn kìa. Bọc khô chưa bọc nướng nữa nè này khô cá lóc đây là mấy cọng rau xanh nè rau là nấu canh tới, nấu sâm nè còn sâm sáng rồi mần chiều rồi nhậu trời ơi đập cái rồi 10.000 cái gì đâu nè ta lại đây con tám cho mượn mà giật giật rồi cá là gần chín rồi hết dài đó bạn quá rồi giờ con thôi chiều nay mình có tiệc nhỏ nhỏ với bạn Vĩnh Long nữa các bạn ơi đại khái vậy giờ mình chuẩn bị vô nhập tiệc cứ để nãy giờ nó phân bì nãy giờ anh nay cuộc nhậu mình nhiêu đó đó giờ hết lon giờ tới chai rồi chiều nào cũng vậy có khách là mình tiếp vậy đó.
Thôi giờ mình vô mình nhập tiệc nha, chứ để giờ nãy nó uống hết mấy chai à. Thợ quay nãy quay nó mắc thèm quá. Thôi mình xin dừng clip nha các bạn. Hẹn lại các clip sau nha. Giờ tới màn cuối rồi các bạn ơi. Giờ chưa tới chương trình văn nghệ. Tặng tất cả các chương trình văn nghệ. Phim tiếp bạn Vĩnh Long. Mình ăn rồi. Eo đâu quá. Em mình vô vậy. Các bạn xem nha. Đã vẫn trắng anh mơ trắng đêm. Xong cha luôn nha. Em hết rồi. Mày mà lên nữa là chịu. Rồi. Đâu, đó. Lo